Anh ơi, bệnh viêm lết dạ dày tái tràng có điều trị dứt điểm được không anh? Nếu được thì điều trị trong bao nhiêu ngày là khỏi bệnh ạ? Em hay bị tái đi tái lại nhiều lần. Mình nói cho bạn hiểu là trên đời này không có bệnh nào mà không tái phát lại hết. À, cỡ kể là bệnh viêm lết dạ dày đi chăng nữa. Đừng có nghe mấy bạn bán hàng online giới thiệu quảng cáo là thuốc này điều trị dứt điểm 100% không tái phát lại. Điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật, và toàn là những lời nói láo và những lời có cánh để cho bạn mua hàng mà thôi. Hết dứt điểm hay không á, là do ở chính các bạn. À, cho dù bạn uống thuốc nó hay cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà bạn vẫn sao? Ăn uống không đúng giờ giấc thì sẽ tái phát lại. Ăn dầu mỡ chua cay quá nhiều vẫn sẽ tái phát lại. Thức khuya, stress nhiều vẫn sẽ bị tái phát lại thôi. Còn nếu dính phải vi khuẩn HB mà dạng thể loại HB, thể loại xấu á, thì vẫn tái phát lại. Nên không có cái gì mà khẳng định 100% không tái phát lại hết nha. Và bạn hỏi mình là điều trị trong bao nhiêu ngày thì hết lết dạ dày. Lết dạ dày nó không không phải là điều trị bao nhiêu ngày, mà lết dạ dày phải nói là điều trị bao nhiêu tháng nha. Bạn hình dung á, cái vết lết trên da của mình á thì ít nhất á tầm phải 5 cho đến 7 ngày nó mới lành ha. Huống chi là cái vết loét ở trong dạ dày lúc nào cũng tiếp xúc với axit, lúc nào cũng tiếp xúc với các chất nhầy, lúc nào cũng tiếp xúc với các chất hầm bà lằng ở trong đó. Làm sao mà nó lành cho nổi, đúng không? Nên á, phải nói là bao nhiêu tháng mới lành vết loét dạ dày. Có thể nói là 2 tháng là ít nhất, hoặc có thể là hơn nữa. Nên khi mà điều trị lết dạ dày tái tràng á, thì còn phải kiên trì dùng liên tục mấy tháng trời, chứ đừng thấy uống 7 ngày thấy nó đỡ ngưng không dùng nữa. Nó chưa lành vết thương, nó mới bắt đầu lành mà đã ngưng thuốc rồi thì gặp axit nó bào mòn nữa thì bị tái lại thôi nha. Nên á, là cái vấn đề tái đi tái lại không á là ở chính bản thân của bạn, chứ không phải là ở một thuốc thần tiên nào đó mà nghe người ta nói quảng cáo là điều trị dứt điểm 100% nha. Người nào mà bán hàng online mà nói như vậy á, tắt tên vô đây đối chứng với mình nè nha. Anh ơi, lướt về dày là do đâu ạ? À, em chữa trị hoài mà không hết. Lướt về dày là cực kỳ rất là dễ điều trị luôn ha. Bệnh lướt về dày tái tràng là cực kỳ dễ điều trị luôn, nhưng mà để điều trị được thì bạn cần phải xác định được bạn đang là lướt về dày hay là lướt tái tràng. Lết dạ dày thì sẽ có cách sử dụng thuốc thời gian hợp lý hơn, và lết tá tràng thì cũng sẽ có cách sử dụng thuốc khác. Nên vừa vấn đề mà lết dạ dày hay lết tá tràng thì khi đi siêu âm bạn cần phải hỏi bác sĩ là đang lết ở nằm ở độ nào để mà sử dụng thuốc hợp lý nha. Cần phải xác định được lết dạ dày hay là lết tá tràng. Thì vừa vấn đề là lết dạ dày hay là lết tá tràng thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là ăn uống không điều độ. Như thế nào gọi là ăn uống không điều độ? Thì có nghĩa là hôm nay bạn ăn 6 giờ sáng, ngày mai là ăn 7 giờ sáng, ngày mốt là ăn 8 giờ. Thì như thế gọi là không có điều độ. Ha. Ví dụ như là bình thường cơ thể mình sẽ 7 giờ tiết axit dạ dày ra, đúng không? Để tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà 7 giờ không có thức ăn để tiêu hóa thì nó tiêu hóa dạ dày của bạn như sao ha? Nó sẽ bào mòn dạ dày của mình, lâu ra dần sẽ dẫn đến tình vết loét. Mà loét lâu dần sẽ dẫn đến là thủng dạ dày luôn ha. Nên còn phải ăn uống điều độ, đó là điều tiên quyết. Cái thứ hai đó là sử dụng thuốc giảm đau. Thông thường thôi, chứ còn mà đa số có một số thuốc giảm đau nó không có ảnh hưởng đến dạ dày. Trong cơ thể của mình á, nó có một chất, nói chung là chất bảo vệ dạ dày đi ha, nói bạn nôm na cho bạn hiểu. Thì khi chúng ta sử dụng thuốc giảm đau á thì cái chất bảo vệ dạ dày này không còn nữa, nó không còn thôi chứ cũng vẫn có không còn nữa. Thì khi mà bảo vệ dạ dày không còn nữa thì sao? Thì axit nó lại bào mòn dạ dày. Hồi nãy là thức ăn không có thì axit bào mòn dạ dày, còn bây giờ là gì, không có chất bảo vệ dạ dày thì cũng axit bào mòn dạ dày. Và cái nguyên nhân thứ ba cuối cùng đó là do vi khuẩn HB. Cái con vi khuẩn HB này nó có thể sống trong môi trường axit, nó sống dài lắm nha, nó sống dài lắm. Nói chung nó cũng gây ức chế không cho chất bảo vệ dạ dày nữa. Mà không có chất bảo vệ dạ dày nữa thì sao? Thì axit lại bào mòn. Nói chung tóm quy tóm tắt lại đều là do axit bào mòn dạ dày ngay. Nên còn mấy cái như là ăn không uống không điều độ nè, hay là sử dụng thuốc nè, giảm đau nè, hay là vi khuẩn HB nè, nói chung mấy cái đó là tác nhân thôi.
tác nhân ảnh hưởng đến dạ dày. À, khi ảnh hưởng đến dạ dày thì sao? Thì axit nó bào mòn dạ dày, thì tóm gọn là axit bào mòn dạ dày là chính. Đó là nguyên nhân chính, thì chúng ta cần phải điều trị nguyên nhân là chính nha. Nên đỡ mà vấn đề điều trị cái tình trạng loét dạ dày tại trạng nó cực kỳ dễ dàng luôn. Bạn còn phải xác định được nguyên nhân và tác nhân là do đâu. Anh ơi, làm sao đỡ phân biệt được loét dạ dày hay là loét tá tràng? Thì loét dạ dày tá tràng là một tên thuật ngữ chung thôi. Nó là một hai bệnh, loét dạ dày riêng và loét tá tràng riêng nha. Để mà phân biệt được hai cái này, ta sẽ dựa vào quy luật đau. Quy luật đau là sao ha? Thì ví dụ như là loét dạ dày thông thường sẽ đau sau khi ăn tầm khoảng 30 hoặc 60 phút. Thì mà khi chúng ta ăn tầm khoảng 30-60 phút á, thức ăn nó sẽ tiếp xúc, cũng như là lúc đó axit tiết ra nhiều hơn, nó sẽ bào mòn cái dạ dày của mình, thì lúc đó nó sẽ đau. Nó sẽ kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ, khi mà thức ăn đã tiêu hóa hết rồi, thì axit nó cũng sẽ giảm dần và sẽ giảm đau tầm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ sau. Và loét tá tràng thì nó sẽ đau lúc đói. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà dạ dày của chúng ta không còn thức ăn nữa là lúc đó đang đói đúng không? Dạ dày nó sẽ tiêu hóa thức ăn và nó sẽ đi qua tá tràng. Thì lúc đi qua tá tràng nó lại tiếp xúc với lại cái vùng mà bị viêm loét, nó sẽ gây đau tá tràng. Nên hai cái thời điểm chính, thứ nhất đó là loét dạ dày sẽ đau sau khi ăn tầm 30 đến 60 phút, và loét tá tràng nó sẽ đau lúc đói, có nghĩa là sau ăn tầm khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ thì sẽ dẫn đến tình trạng là loét tá tràng. Thứ hai là vị trí đau, thì thông thường là loét dạ dày tá tràng nó chung chung là đau ngay vùng thượng vị, hay gọi là xương ức, hay gọi là vùng trắng thủy đúng không? Nhưng mà đối với là loét dạ dày nó sẽ hơi nghiêng chệch hướng về phía bên trái một chút xíu, còn loét tá tràng nó sẽ chệch hướng về bên phải một chút xíu nha. Và video trước mình có nói là phải phân biệt được mới điều trị hết bệnh, thì như theo nãy giờ mình nói thì thời gian đau về thời điểm đau là như thế nào để mình sử dụng thuốc hợp lý, chứ không phải cái thuốc nào cũng trước ăn 30 phút hay là thuốc nào cũng phải là sau ăn 30 phút hết chứ ha. Ví dụ như là đau dạ dày sau ăn 30 đến 60 phút thì cái lúc đó là chúng ta dùng cái gói antacid, cái gói sữa này sẽ thích hợp và hợp lý hơn, chứ không thể nào mà trước ăn 30 phút mà chúng ta sử dụng đúng không. Tóm lại, để mà phân biệt được cái loét dạ dày hay là loét tá tràng thì dựa vào quy luật đau và dựa vào vị trí đau. Còn đa số thì các triệu chứng như nôn và buồn nôn hay là đình buồn khó tiêu thì nó né giống nhau thôi. Nếu các bạn muốn xem những phần tiếp theo của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe vào channel của tôi. Và nếu như các bạn muốn lãng phí và thời gian của mình thì hãy vào YouTube nhấn Y Dược TV để xem những video của tôi và để đăng tải. Nếu bạn thích video này thì hãy chia sẻ với những người mà bạn quan tâm. Cảm ơn và các bạn để dành đến thời gian video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào tạm biệt.